Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng gọi là tìm vợ tìm chồng gọi là tìm thân nhân tìm con cho các cô chú anh chị rất nhiều. Nhưng đến hôm nay thì một câu chuyện cuối tuần thì anh em hiệp sĩ Bình Dương nhận được một lời gọi là sự nhờ sự giúp đỡ của một chú và một em trai ở từ một tỉnh rất xa. Thì về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương mục đích chính là đăng thông tin để tìm kiếm gọi là con dâu. Đấy, câu chuyện này chú chia sẻ thì nó có rất nhiều cái anh em cũng đắn đo và suy nghĩ cũng rất nhiều. Nhưng mà hy vọng là các cô chú anh chị xem hết cái câu chuyện này để hiểu rõ cái tình cha, tình mẹ như thế nào để đối với một người con. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, con xin phép ba xin chào chú. Chú có thể chú giới thiệu cho con cũng như cho các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội biết được chú họ tên là gì? Xin chào cộng đồng mạng, tôi là Hà Văn Nhây, năm sinh 1962, quê quán là ở Đức Hòa, Long An, giờ hiện sống tại Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hôm nay tôi về đội hiệp sĩ Bình Dương, Nguyễn Thanh Hải để tìm kiếm con dâu cưới cho con trai út để mình về cho vợ chồng nó làm ăn sau này để nó có tương lai. Sau ngày này khi tôi mà có về già không còn sống được nữa thì nó có vợ con để nương tựa vào nhau mới sống, chứ cha mẹ không ai để mà nuôi con được suốt đời, vì sức nó tuổi trẻ mình thì già rồi. Cho nên bây giờ cũng nhờ chị Nguyễn Thanh Hải nó tìm dùm con dâu út đó, chỉ có Dạ. vậy. Chú cho xin phép cho con hỏi chú này, chú hiện nay là đang sinh giống tại Xã Bôm Bo, xã Bom Bo. huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Dạ. Chú giới thiệu chú sinh năm 1962, năm nay là 61 tuổi nha. Tuổi Dạ. mèo. Dạ. Chú cho con hỏi là hiện nay bà xã chú còn khỏe không? Bà xã thì thua mình tuổi chủ thình, cũng còn lao động được nhưng mà cũng không có lao động đâu, chỉ gia đình thôi. Dạ. Rồi chú cho con hỏi thêm về thông tin này. Chú được mấy người con chú? Tôi được ba người con, hai trai một gái. Thằng trai lớn nay là Tủ Sủ, sinh năm 85. Đứa gái thì mà hai đứa đó nay đã có chồng rồi, có con là có cửa nhà riêng hết rồi. Giờ hiện giờ tôi sinh sống hai chồng với một đứa con út đây, tôi mới nhờ đội sĩ tình yêu để về kết nối thương tìm vợ cho nó, mình sau này cũng đỡ được tuổi già của nó, chứ mình không còn nữa để chăm sóc cho con tới cuối cuộc đời của nó nữa. Dạ. Theo chú giới thiệu là hiện nay chú được 3 người con và hai trai một gái, một con trai và một con gái hiện nay đã có gia đình ở riêng, phải không chú? Đúng rồi, Chú hiện nay còn một người con trai út là em trai đây là đang ngồi cạnh chú đúng không? đúng rồi. Dạ. Chú cho con hỏi là em trai con trai chú út này là sinh năm mấy chú? Con trai út này sinh năm 1991, 90 90 91 rồi tuổi đó, tuổi ngọ đó. tuổi ngọ ngọ 90, 1990 là năm nay là 33 tuổi. Dạ, vậy là con trai chú từ trước là đã từng có vợ chưa chú? Từ xưa giờ hồi đương thời nó không có bị tai nạn thì nó cũng có bồ bịch yêu đương gì đó, nhưng từ có tai nạn bây giờ thì nó không còn nữa, sống chỉ gia đình vậy thôi. Gọi là yêu đương trước này, yêu đương là có quen biết ha, Quen nhưng biết mà thôi chứ bình cưới thường chứ xin không là không có gì chưa hết, có ha, không gọi có, là hiện nay là chưa có vợ độc thân. chưa có trăm phần trăm luôn. Chú cho con biết là con thấy nhìn con của chú ấy thì nhìn có vẻ là nhất đẹp trai. Nhìn khỏe mạnh phong độ, nhưng mà sao mình lại phải đi tìm con dâu? Chú cho con biết để cho các cô chú anh chị biết rõ hơn câu chuyện này. Bị chia sẻ cả đồng mạng như vậy, bị con mình nó đi làm ở dưới Bình Dương này, rồi nó cũng ngồi nho nhẹt rượu trà đó rồi nó té xe là da quẹt không biết, rồi nó bị té chấn thương vô não, rồi mới về nằm ở viện của kia mấy tháng, mình đưa về nuôi. Từ ngày đó tới giờ thì sống chung với tôi chứ không có đi làm mướn được gì hết. Rồi nó cũng xin đi bán cái số mà tôi không cho đi, bởi vì xe cộ về nhiều quá, nó té xuống nữa là xong, cho nên là không cho con đi. Nhưng nhà này đúng ra cũng không phải khá giả gì, nhưng mà con cái là cũng làm đủ ăn đủ mặc, chứ có khi cũng thiếu thốn chút đỉnh đó. Cho nên là giờ mình cũng lớn rồi, để tìm cho nó có một con vợ rồi cũng có dâu lo thay thế mình sau này. Chú con hỏi này, bây giờ nếu mà mình cưới con dâu về thì sau này con dâu và con trai chú sống ở đâu? Có nhà chưa? Mình có nhà riêng, có nhà không chú? Ở chung hay ở riêng? Hiện bây giờ chắc lẽ là Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.
nó Úc, nó phải ở chung với tôi, bị nhà sẽ hay chồng với lại nó mà hưng rồi nó trong rẫy nữa. Thì nhà thì không có kế ai gần gũi, rẫy thì cắt nhà trong đó. Nếu sau này nó về sống đàng hoàng, ngon lành đàng hoàng, biết cái kính trên nhường dưới đó, thì tôi ok hứa danh dự là sau này cưới vợ cho con phải chia cho nó một mẫu đất riêng hay chồng nó. Một mẫu đất hay là mẫu ruộng hay là mẫu vườn? Một mẫu vườn cao su. À, một mẫu vườn cao su. Cao su đấy là khoảng bao nhiêu là thời gian tuổi đấy, bao nhiêu năm tuổi chú? Năm nay là trồng 2004. Dạ. Yeah. Thì nay cạo nay là mười mấy năm rồi á, thì tôi không có nhớ. Dạ. Yeah. Nhưng mà liệu còn khai thác được nhiều không? Nếu khai thác là khoảng chắc có chục năm nữa hơn. À, khai thác chục năm nữa. À, chú cho con biết này, nếu ngoài ra là bây giờ chú công bố trên cái cuộc trò chuyện này là cưới được con dâu. Cho gọi là có con dâu là về là hai vợ chồng của chú chia đúng không ạ, cho một mẫu cao su. Ngoài cao su đó ra thì ví dụ như là còn những cái ngày tháng mà không có thu hoạch hoặc không có công ăn việc làm khác thì mình còn công việc gì khác không chú? Bây giờ nếu mà cạo hết cao su á thì nó đã là tới Tết rồi, thì điều nó có lẽ đây mình làm điều, thì cái đó là ở chung với tôi, là tôi có trách nhiệm nuôi con ruột mình, con dâu, kể cả có cháu nào mẹ nữa. Có là chú là người cha người mẹ vẫn có trách nhiệm. Trách nhiệm. À, nhưng mà cái kinh tế mình nếu như không may mà con còn đang khó khăn thì chú khả năng chú có lo nổi không? Thì bây giờ nếu con mình thì khó cả nào mình cũng phải lo. Dạ. Yeah. Bị nói là con mình phải lo rồi. Dạ. Yeah. Chứ không phải là khó hay dễ mình phải lo hết. Dạ. Yeah. Bị nói là con dâu con gái cũng là con hết. Yeah. Nếu mà cưới về là nó là con gái của mình chứ không phải là con gái của người ta nữa, cho nên mình phải lo, cố gắng lo. Tôi càng thương nhiều hơn nữa. Yeah. Theo chú đánh giá là hiện nay con chú có sức khỏe cũng như tinh thần có ổn định không? Con trai tôi hiện giờ là nó nếu mà phục hồi như mình 100% thì có như 95%. Yeah. Còn 500 là nó thí dụ nó là nhịp nặng không được thôi. Yeah. Chứ còn trí nhớ minh mẫn. Có là con chú hoàn toàn là lão bộ là bình thường. Bình nhưng thường. Mà chỉ có điều là nó hơi chân tay nó hơi yếu một xíu. Ừ. Đúng không ạ? Ừ. Hoặc là làm việc nặng không được. Làm việc nặng được, nhưng mà mũ máu này kia thì ví dụ mưa gió là nó trút được, nhưng mà nó vét không được. Đổ chén vô chén mũ thôi chứ nó không vét không được như người ta. À. Nhưng mà gỡ con chén thì nó dở, coi như là nó biết trách nhiệm của nó là cạo xong là ngày mai là nó gỡ. Dạ. Hả mốt cạo là bữa kia nó gỡ luôn này vậy thôi. Dạ. Trách nhiệm của nó, với lại lau nhà cho gà vịt heo quá cơm chó này nó ăn vậy thôi chứ. Nói chung là tất cả các công việc khác là gần như là con chú làm được hết, nhưng chỉ có mỗi điều là làm việc nặng không nằm. Nặng không được, làm việc nặng không được, với chạy xe máy không được thôi. À, dạ, chạy xe máy. Tôi đi xịt thuốc mà nó cũng đi kéo dây cho tôi xịt được. Dạ. Để điều đấy rồi riêng rồi đó. Nói chung là phụ gia đình thì được. Phụ gia đình được. Nhưng mà để tự làm một lao động hoặc là phải đi làm một cái công việc nặng nhọc thì không làm được. Lao động nặng nhọc thì làm không được. Dạ. Đó thì anh em muốn hỏi rõ chú để cho các cô chú anh chị, nếu ai có con hoặc là có em gái nào, có bạn gái nào mà chưa chồng hoặc vì lý do nào đó mà chưa sống, đang sống độc thân thì có thể là mọi người lên tiếng để anh em hiểu chí mình dương biết hướng. Với anh em đây nhìn con trai chú nhìn rất đẹp trai, phong độ, nhìn rất bình thường, không có một vấn đề gì hết đúng không ạ? Nhưng mà con muốn hỏi rõ là chú để cái câu chuyện đó là tại sao hôm nay mình phải về đây để nhờ anh em hiểu chí mình dương tìm. À, gọi là tìm con dâu là lý do như vậy. Chú muốn tìm một người con dâu là tính tình hay là độ tuổi hay như nào chú có thể chú nói rõ? Nếu mà tìm con dâu thì con mình thì nó không bằng ai rồi, mình cũng hơn thường là cái gì. Con dâu chỉ biết kính trình giữ, biết cha biết mẹ hai bên, ông bà tụi bác xung quanh, ví dụ dù không thương người ta mình cũng chào tiếng là được rồi, chứ không ai cần phải là hỏi này kia là điều tốt nhất. Ý tôi muốn vậy. Còn tuổi tác đó thì nhỏ chắc không được, vì con tôi lớn chắc nhỏ chứ không ai đâu, nó phải chừng 35 trở lại vẫn được. Yeah. Thậm chí bây giờ những cô gái có người mẹ đơn thân tôi cũng đồng ý luôn. Yeah. Chứ không phải là... Có là kể cả mẹ đơn thân chú vẫn đồng ý? Đơn thân vẫn đồng ý. Yeah. Có là chấp nhận là có cả mẹ cả con đấy. Đó đúng rồi, mình cưới một được hai mắc gì mình không cưới. Dạ. Rồi, anh em muốn hỏi rõ chú như vậy để mình biết hướng, mới là để cho nhiều em gái có thể là... người ta có hy vọng hay không, mà liệu người ta có khả năng đến với gia đình mình, có sống được với gia đình mình hay không. Đúng rồi. Dạ. Chú tự chú đánh giá, chú nhìn nhận là chú có khó tính lắm không? Nếu bây giờ có một người con nếu tôi á, thì trong gia đình nữa tôi là khó tính. Yeah. Nhưng mà xã hội anh em bạn bè tôi là rất vui, rất tiếu, nói chuyện rất tiếu. Hòa đồng ha. Coi như là tôi là cũng như là lớn tuổi rồi, cũng như lao động chính trong gia đình. Dạ. Thì nếu mà làm việc nhà xong rồi tôi cũng đi câu đi cá, tôi ra ngoài đồng mà xá tối ngày tới trong nhà nữa. Dạ. Đặc biệt rượu có uống. Dạ. 4 ly 5 ly bắt đầu là nghỉ, trà thì không uống. Dạ. Thuốc thì không uống nhiều á. Dạ. Cà phê thì không uống riêng tôi, còn con tôi đây là
nó cà phê ngày ba cử. Dạ, cà phê là phải có ngày ba cử. Rượu thì tôi không cho uống, mà giờ nó cũng dám uống với thuốc nó không, chỉ như đó thôi. Dạ. Em trai này hiện nay có tật xấu gì không chú? Theo chú. Chú hỏi là tật xấu gì? Tật xấu ví dụ như là chơi bời, cờ bạc hay là gì đó chẳng hạn. Đá gà, đá vịt chẳng hạn. Lúc hầu thanh niên thì tôi không biết. Dạ. Để nó làm, nhưng mà từ ngày ở với tôi nay trên 10 năm rồi, bị nó tai nạn về ở sống 10 năm là cái vụ đó tôi không cho, chắc nó cũng dám đớ đâu. Dạ. Đá gà tôi cũng không thích, bài bạc thì Tết tôi có bánh đứng lên với anh em 10.000 đứng lên cho nó đánh vui, anh nhau đình đánh vui ha. Tết thôi bao có Tết không? Dạ. Tại nhà tôi luôn. Dạ. Và bây giờ ở đây là tôi cũng nói thiệt với anh em về khi công việc thành công, tôi là cha của Hà Tấn Tài, tôi cũng mời hết anh em hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương lên nhà tôi chơi một lần với biết nhà. Cuộc chiến đi đó tôi đại diện. Dạ. Chứ không phải anh em bỏ tiền ra cho biết nhà. Dạ, anh em cảm ơn chú. Dạ. Bây giờ này. Dạ, con rồi bây giờ này con hỏi tiếp chú này. Bởi vì con hỏi chú thì dễ rồi, hoặc là con hiểu biết về chú thì nó lại một cái câu chuyện lại càng dễ. Nhưng mà đối với rất nhiều các cô chú anh chị có thể là không tiếp xúc hoặc không gặp chú hoặc không biết chú là ai, mà không biết con chú là ai, mà người ta cũng chưa biết là kinh tế như thế nào. Vì vậy cho nên rất nhiều người muốn hỏi hoặc muốn biết thì thay vì thì con hỏi chú để cho nhiều người biết rõ hơn. Thì chú tuyên bố là khi con chú lấy vợ là chú hứa sẽ cho 1 hecta, đúng không ạ? Cây cao su, là trong đó là hai vợ chồng tự quản lý và thu hoạch, là quản lý riêng, gọi là riêng của nó, riêng là tự xài, đúng không? Dạ. Tự làm tự xài. Thế còn khó khăn gì để cha mẹ hỗ trợ? Thì khó khăn thì mình phải hỗ trợ nó, là trách nhiệm là con của mình có trách nhiệm, cha là mẹ phải lo. Dạ. Chứ không có nói nó khó mình bỏ được. Dạ. Thế còn ngoài ra thì hiện nay là nếu như lấy con dâu về là hai vợ chồng, gọi là con trai chú và con dâu chú là sinh sống tại nhà chú, và mình đấy, có dạ, phòng có nhà ở chưa, ổn định chưa? Nhà cửa thì nó cũng rộng nhiều mấy, có 152 m², chứ không có nhiều. Dạ. Thì giờ lao nhà thì chắc cũng nửa tiếng mới xong. Dạ. Thế con nghĩ là hơn 100 m² mà nhà nếu 4 người thì ở thì nó là quá rộng bình thường. Hiện giờ là 3 người là bà phòng, con trai phòng, bà xã phòng, tôi nằm chỗ tôi riêng. Gọi là một mình lăn lộn đúng không? Dạ. Vậy là thoải mái rồi. Có cả 30 m² khác luôn. Dạ. Yeah. Vì dân tôi dân Long An cho nên đám tiệc nó lâu lâu cũng tổ chức anh em lên. Rồi có chỗ nghỉ ngơi để nằm gạch lạnh quá, vì không khí trên Bình Phước nó hơi lạnh hơn. Vậy rất tốt. Rồi con cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ con sẽ xin phép chú và con sẽ trò chuyện với em trai ha. Rồi em trai cho nhỏ này. Em họ tên đầy đủ là của em là gì? Dạ, tên em là Hà Tấn Tài. Hà Tấn Tài ha? Dạ, sinh năm 90. Sinh năm 90? Dạ. Tuổi Ngọ đúng không? Dạ. Tài cho anh biết là hiện nay cái sức khỏe của em, theo em nhìn nhận là sức khỏe của em ổn không? Nói chung là ổn thì không ổn, nhưng mà nói chung là mình đi đâu thì em đi đâu có xe của anh chị kia chở đi, còn việc nhà thì nó nhẹ thì em làm được hết. Nói chung được hết. Được hết. Chứ còn mà nặng quá thì em cho em một tay một hả. Nói chung là hiện nay thì anh nhìn hai chân của em thì nó cũng bằng nhau. Nhưng mà đặc biệt là tay của em thì nó cũng bằng nhau, nhưng mà rất tiếc là một tay của em là nó tay phải đúng không? Dạ. Là nó hơi yếu. Yếu hơn, nó bị dập thần kinh. Nó hơi yếu so với người ta, nó không phải teo mà nó hơi yếu. Đúng không? Dạ. Còn người em anh nhìn rất bình thường. Dạ. Phong độ đẹp trai. Đúng không? Nếu mà em không bị này chắc em lấy vợ lâu ha. Dạ. Chứ không phải còn đến giờ phút này. Dạ. Thế bây giờ này anh hỏi tiếp em thế này. Theo em tìm hiểu, một người phụ nữ, em cần một người phụ nữ như thế nào? Thì em cũng giống như ba em nói, thì hồi nãy ba em nói rồi đó. Cưới vợ, em người đó có chồng hoặc chưa có chồng gì cũng được, nhưng mà em mà phải 30 hoặc 30 mấy được, chứ đừng như quá. Nói chung là từ 20 mấy đổ đến 30 mấy đúng không? Cũng nhau cũng được, nhưng mà em cũng nói trước với em anh vậy luôn. Ta nói em có về quýnh vợ mày, vợ gì chứ em đi cầu què đứng là anh đó lại đây, tao nói nghe nè, em đi chạy là đó nó về nó mẹ rồi còn gì đâu quýnh đó. Nhưng mà em nếu mà vợ thì như thế vậy thì thực sự là nếu mà bây giờ chỉ cần kiếm một người phụ nữ bây giờ thì anh cũng nói thật này. Yeah. Bởi vì mình ai cũng muốn lấy vợ đẹp. Yeah. Đúng không? Yeah. Không ai là không cả, nhưng mình em hơi thiếu may mắn hơn một người khác một chút. Yeah. Là vì em không thể đủ sức khỏe bằng người khác. Yeah. Vì vậy thì đôi khi là mình phải thương yêu vợ nhiều hơn. Yeah. Để mình muốn vợ thương mình thì mình phải thương vợ nhiều hơn. Yeah. Còn khi nào mà vợ không thương mình thì đó là cái việc khác. Đúng, rồi. Đúng không? Dạ. Thì không ai mong muốn cái đó xảy ra cả. Dạ. Nhưng mà thực sự đến lúc này tính sau. Đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà bây giờ một người phụ nữ mà ví dụ khoảng 30 đi. Dạ. Trên dưới độ tuổi, còn trên dưới 30 mà có chồng rồi. Mà đã từng có con là đổ vỡ hôn nhân rồi. Thì dạ. Em có chấp nhận không? Dạ, vẫn chấp nhận. Nhưng chấp nhận là mình có, nếu mà người ta có một hoặc hai đứa con cũng được. Em có thương không? Dạ thương chứ.
chấp nhận thương nhà ha. Mình cũng cái hai tay bây giờ một tay không thương được. Đúng rồi, mình chấp nhận là thương ha. Dạ. Nhưng mà mọi chuyện này em có ổn không? Nó đã ok rồi. Súng đạn này mạnh đúng không? Em khỏi che vô đó rồi. Đấy, anh phải hỏi trước. Chắc ăn không? Dạ. Chắc ăn hay không nữa. Anh phải hỏi trước như vậy, bởi vì dạ. Có nhiều người đôi khi người ta e ngại, ông này không biết là ông yếu này thì có chuyện kia ông có làm được hay không? Dạ. Nói chung là em vẫn thực hiện là một người đàn ông. Dạ. Đúng không? Dạ. Trách nhiệm đúng không? Dạ. Súng đạn lên lòng. Okay, đúng không? Rồi. Nói chung là chim chóc nhảy bay nhảy ngon lành. Không. Thì anh muốn hỏi rõ vậy, nó hơi hài hài xíu nhưng nó dạ, là thật đấy. Dạ. Đó là thực tế. Bởi vì khi người ta muốn đến với mình mà người ta không may là đã mọi chuyện đã kết thúc rồi mà người ta đã sống với mình rồi, đến lúc người ta mới té ngửa ra thì câu chuyện quá muộn. Đúng không? Yeah. Thì mình phải cho người ta biết là hy vọng được hay không hy vọng được, người ta đến với mình được hay không được. Có là cái độ tuổi thì hai mấy đến ba mấy ha? Còn đâu trong 35 độ lại là ok. Dạ đúng rồi. Ví dụ 50 được không? Dạ thôi, thằng ba là bà luôn. Không má hả? 50 để bố đó. 50 để bố đó đúng không? Đấy, 10 điểm. Rồi, bây giờ là hiện nay là gia đình em là hiện nay là có 3 thành viên ở chung. Dạ, ba mẹ em. Và em? Em là 3 người. À. Bây giờ này kinh tế gia đình em nhìn nhận ấy. Dạ. Nói chung là em nhìn nhận này như vậy là ổn không? Nói chung là ổn không ổn nhưng mà vừa đủ sống. Vừa đủ sống. Nó cao su gì vừa cạo hết mùa su xuống đều. Ừ. Như đều xong cái tới sầu riêng. À, sầu riêng nhiều không? Sầu riêng được 86 cây. Ồ, vậy là ngon rồi đấy. Nhưng mà năm nay là hơn một nửa là có trái. Năm rồi là được hơn một tấn. Ồ, năm nay mà nhiều trái thì là ngon, ngọt canh rồi. Dạ. Sầu riêng mắc quá trời luôn rồi. Đó là... Hạt lép hay là... À, hạt lép có, thái có. Ồ, vậy giờ lép không chứ đâu có cái nào nguyên hậu đâu. Ừ. Dạ. Lép là chất lượng. Năm giờ đầu tôi cho nhiều ông bán. Dạ. Mà, nhưng mà năm nay thì có thì rất ngon rồi. Không, lái vô mua là được là 4 tạ mấy nhưng mà còn cái giạc bỏ ra là nó cân là cũng được 2-3 tạ gì đó. Rồi lần sau là ở quê em lên, quê lặng lên là 2 chiếc. Quanh lên xong hay kêu là nội em chở sầu riêng sao ở sao á là 47 chỗ á tại sao bít sao luôn á bít sao rồi. Dạ không cho nhiều vì cho nhiều ở dưới quê cũng khổ quá. Dạ. Lên đây lập nghiệp thì mình à theo kinh tế là trồng gì mình trồng đấy, mình trồng chủ ăn thôi. Dạ. Nhiều rồi cái nó cũng được may mắn cái là mình trồng nó cũng không có ấy là sạch thú người ta lên tự nhiên. Dạ. Một cây trái bối mà cây 30 trái mà trái bối 1 ký không à. Dạ. Bây giờ này anh muốn trò chuyện với em để anh mục đích chính là anh xem em có tỉnh táo không. Yeah. Xem em có đủ gọi sáng suốt không. Yeah. Và xem em trả lời hoặc em nói chuyện với anh xem có sai lầm có ổn không. Yeah. Bởi vì anh muốn đây là anh cũng muốn thử với em để xem em nói chuyện sao. Yeah. Nhá. Thế còn kinh tế thì đồng ý là ai cũng muốn mình giàu có khá giả nhưng anh nhìn nhận trong cuộc sống nếu nhìn lên thì không ai bằng ai, không mình không bằng ai. Yeah. Nhưng mà nhìn xuống có thể là nhiều người bây giờ thì không có như mình. Bởi vì cuộc sống của con người ta không biết bao nhiêu cho đủ. Đúng chưa? Yeah. Em có một hết rồi bây giờ em muốn là bây giờ năm nay tôi phải có 10 hết cà phê đó, nào. Có rồi. Đúng không? Yeah. Nhưng mà ai nói chung là ai cũng có người ta ai có đời điều mơ ước cả. Yeah. Đúng không? Ai cũng mong muốn là mình lấy được vợ đẹp. Yeah. Xong con khôn đúng không? Hồng. Yeah. Nhỏ ngoan. Yeah. Nhưng mà nếu nó không thành hiện thực thì mình cũng phải chấp nhận đó là cái duyên số. Yeah. Nhưng mà hôm nay thì em cùng với ba em về đây thì từ một tỉnh rất xa thì về đây này các anh em sẽ giúp và giúp miễn phí nhưng các anh em sẽ xem xét và sàng lọc ai là người đủ duyên để đến sống với gia đình em mà đặc biệt là sống với em mà lấy em làm chồng nhá. Thì anh em xem xét cái thứ nhất là mình cũng không cần người ta giàu có, cái thứ hai là mình cũng không quan liệu yêu quá là người ta phải quá xinh gái. Yeah. Vừa phải đủ nhìn đúng không, đủ nhìn nhưng miễn sao cái tấm lòng người ta tốt và cao cả, đặc biệt là thương yêu và chung thủy với chồng con là điều đó là không gì quý giá hơn, ai cũng mong muốn vậy thôi, anh em ở đây cũng chỉ mong muốn được như vậy thôi chứ còn mong muốn là mình cần những người chân dài tới lách đúng không, có yêu cầu đi nước đầy đủ gì không. Em trai có yêu cầu không? Đó vậy này đủ được cái nước nó mới chăm thêm không chăm thêm chăm thêm là thua tỉnh nó chăm chứ nước là đâu có đủ được. Ví dụ như mấy chị mấy em sức môi lồi rún được không? Điều đó thì nói chung là khó đại duyên số nó đúng không, mấy anh công nhận không. Ừ. Dù gì á đó là kia ta có chồng ta không có con
ta nói là mười mấy nó học có con nhưng mà về nhà em sao tự nhiên có con sao? Đúng rồi. Đó là chuyện không biết được. 50 không chiều thì 47, 48 được mà. Đâu sao đâu. Rồi ok anh, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Về đây thì anh em ở đây là tất cả các trường hợp mà không phải riêng hai cha con em. Okay, tất cả các cô chú từ đi xe hơi hay là đi xe sang hay là đi xe đạp hay là đi xe ôm, xe đạp gáp nha. Về đây anh em giúp miễn phí, không phải là giúp để lấy tiền. Nhưng mà anh muốn trò chuyện với ba em cũng như em để anh biết cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái kinh tế gia đình ổn không. Và nếu lấy vợ thì mình sẽ ở đâu, và nếu cần một người phụ nữ là như thế nào. Đó là những cái yêu cầu và những yếu tố để cho mọi người hiểu rõ câu chuyện này em nhé. Hy vọng là trong thời gian tới thì các cô chú anh chị, nếu ai có con hoặc có em hoặc có người thân, nếu thực sự mà nhìn em trai này mà ăn hình, nhìn em trai này có cái gì đó đặc biệt, thì hãy liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em sẽ kết nối để hai người hy vọng sẽ đến với nhau, được sống với nhau, được đầu bạc răng long đó. Bởi vì hiện nay thì theo chú chia sẻ là trước mắt là chú chia sẻ là chú gọi là cho con chú một hết, đúng không? Đúng rồi. Cao su, nhưng mà sau này thì cha già cũng chắc chắn là cũng không ôm đi được, thì là của con thôi, cũng không có ai cả. Nhưng trước mắt này để cho mọi người biết hướng, đúng không? Cái đó là tôi cũng chia sẻ cộng đồng mạng là không phải tôi ưu tiên cái gì, nhưng mà con trai mình nó quá thiệt tình, nó không làm gì được, tôi phải bù lỗ cho con dâu nó khoảng đó. Bây giờ hiện giờ ba hai mẫu rưỡi đất, còn mẫu rưỡi gì mà nằm dưới suối tôi trồng cây trái thì không chia đứa nào hết, nhưng mà riêng con dâu út tôi phải cho nó một mẫu vợ chồng nó riêng tư. Vì con trai mình làm được phải bù lỗ cho con dâu. Là khoảng đó. Nhưng mà đặc biệt nếu mà được người bắt là điều rất quý, như là dâu bắt hơi dĩ đừng có kỳ nha. Bắt không à? Bắt. Vì dân bắt rất chịu khó. Có là chịu được khổ mà rất chịu khó. Có là chịu được khổ. Đúng rồi. Người ta chịu được khổ. Rồi. Vì tôi sống trên đó là dân bắt dân trung nhiều mà. Nói chung là dân nào cũng không có quan trọng, theo con anh em nhìn nhận thì nó cũng không quan trọng lắm. Miễn sao hai đứa thương nhau, miễn cho thương nhau đừng phá phách, đừng bỏ chồng mà đi với người khác thì điều đó là tốt rồi, chú ạ. Hay còn tùy duyên, sau này đôi khi là cũng có thể là mình lấy con dâu, nhưng con dâu trước mắt là mình cho con dâu với con trai mình như vậy, nhưng mà đôi khi là con lại có một công việc nào mới chẳng hạn, phát minh gì hay, đôi khi lại không ở đó, lại ở chỗ khác lại cuộc sống tốt hơn, thì đó là cũng là một điều tốt thôi, chú ạ. Đúng rồi, nếu mà nó không thích ở đó với chung vợ chồng tôi thì nó về Long An tôi dẫn cất nhà cho nó ở dưới. Lấy về Long An là chú vẫn sẵn sàng cất nhà, có đất, có nhà luôn. Mua đất rồi, nay cũng có chục mười mấy năm dưới rồi. Mười mét luôn rồi. Mười mét luôn. Mười mét thì dài 50-60 mét gì đó. Vậy thằng cánh coi rồi. Nói chung là vậy là ổn rồi. Nhưng mà tôi thấy sống của tôi ngon hơn, vì nó chứ ở đồng quê nó cũng nóng nực quá, rồi kinh tế nó cũng làm bướm thê trên này cũng thế thôi. Ở với tôi vẫn tốt hơn, bị cây trái thì nó không nhiều bằng người ta, nhưng có thu nhập hàng ngày. Đó. Rồi con cũng cảm ơn cái cuộc chia sẻ của chú và của em trai rất nhiều. Con chúc chú và em trai luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì chắc chắn sẽ có một cái tin tốt lành, là chú sẽ lấy được một người con dâu vô cùng tuyệt vời ở đến với gia đình mình, để sống với gia đình mình, chú nhé. Cảm ơn đạo sĩ Bình Dương Nguyễn Thế Nãi, Công Trành với anh em ở đây. Tôi chia sẻ nếu mà thành công hoặc không thành công thì chỉ có mình không nói được. Nếu được, nhưng mà con tôi nói trước là cái là không đi xe được, đi đâu tôi phải giải chuyển. Còn mẹ nó thì chạy xe không được rồi, tôi phải chở đi. Nếu giờ đi để tới nhà đó coi bạn gái kia chắc nó đi không được, đi phải kèm tôi theo. Coi anh thôi có mắt chưa là tôi kề dòm luôn. Rồi thằng em trai này nhìn đẹp trai à, dễ thương đẹp trai mà. Đẹp trai, đâu đó đẹp trai, nhưng mà không biết là cái khoản kia là sao ấy. Khoản kia là ok rồi, đừng nói cái kia nữa. Cái chuyện đó nói ra chắc phụ nữ không ai thích đâu, nhưng mà tâm lý thì tôi biết mà. Dạ, thôi được rồi, vậy là ổn rồi. Em trai còn muốn chia sẻ gì nữa không? Dạ, em như đó là đủ rồi. Đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Rồi. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn chú. Rồi, thành công tốt đẹp. Rồi, xin chào cô chú, hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.